Mua này, anh hỏi mi mua con này mới bao nhiêu tiền đấy? 97 triệu cả đăng ký đúng không? Không phải đăng ký với cả đồ vào thì 100 mấy triệu. 100 lẻ mấy triệu à? 112 triệu. 112 triệu con plin. Nếu bạn xem đồ vào. Quay plin 112 triệu con plin nhá. Này chủ nhân, bạn ấy đi vừa rồi thấy nói chuyện em đi nước ngoài đúng không? Em nước nước nào đây? Hàn. Hàn. Đi bán con xe ấy. Anh em hai anh em đang cũng bạn ấy mua thì rất là đắt nên cũng thuyết phục của bạn ấy giờ là đang trả là Miami là 76 triệu, xong là lên 77 triệu thì không Berlin vép 377 triệu nha. Ok anh, cảm ơn em, chốt em 77 triệu nha. Không em không phải đâu, bán cho anh 77 triệu cũng không ấy gì đâu. Anh Tuấn ơi, Tuấn ơi, ra đây Tuấn thì thầm mùa xuân bảo em nó 77 triệu nha. Bán cho anh 77 triệu nha. Anh trên live, anh em trên cộng đồng mạng em ơi, bán cho anh bọn anh em 80 triệu con xe này rồi, ít đâu. Em nói thật với anh là vài triệu không phải là gì về em đâu, nhưng mà em mua em cảm thấy thứ vãng quá nên là em muốn giá đấy, còn nếu mà thấp hơn nữa thì em không bán. Vespa nên em là Vespa đấy. Anh nhắn tin với em là 85 thì em mới đến đây đấy. Anh Long này bảo sao bảo em đi là 85 à? Không, đã bảo là Hoàng Long không có máy. Anh ở nhắn mi thấy mi sinh gái và 85 mùa xuân thôi, nói chung là giải quyết 77 hợp lý rồi mà con khóc 77 hàng nào em ạ. Thông cảm cho em anh, khó khăn lắm em ạ. Vespa kinh tế khó khăn này, thả cho anh đi. Ôi người đẹp ơi, tính toán làm chi, thật mình mất mát quá nhiều rồi, tính làm gì, đời nó mất mát quá nhiều mà. Việt kiều Hàn máy ngon không em? Đi ngon. Máy em ngon lành quá, lành luôn. Máy em rất là ngon đúng không? Máy ngon lành rất là. Đã trục trặc đâm vào phát nào chưa? Đâm vào anh nhìn là biết mà, có cái gì đâu. Chưa chưa đúng không? Còn nguyên anh hỏi để cho anh em trên cộng đồng mạng để biết. Lúc mua về tặng vợ tặng con thì bảo anh mua xe tặng vợ. Người yêu đi xe xước xát hết, vẹt hết một bên, xòe, mệt. Tôi đi nhá, anh cũng không kỳ kèo đâu anh em, đúng ra đấy chị giả 75 đấy. Tuấn lên 76, Tuấn là đại diện cho nhà trai, là Tuấn bảo là 77 là anh cũng phải nghe Tuấn thông cảm với em. Anh chỉ mua 76 triệu thôi, bán em 77 bán anh 77 triệu thôi, mất mát nhiều rồi. Đừng tính toán nha, bắt anh chốt thế giới nào. Giờ em mi cho phát súng cuối cùng cho các anh như này nào. Phát súng nói rồi đấy, 78 bán thì bán, không thì anh mua thì anh mua, không là em 78 nó không xuống nó đâu. Thất bát em ạ, nó hạn sao? Hạn 77 hàng nào thất bát là sao cả. Em hơi bị lộc luôn, xe là cực kỳ lộc luôn. Kiếm được bao nghìn đô thì bao trăm nghìn đô để ý làm gì, xe này bọn anh Việt Nam khổ ải. Anh em mới biết điều kiện không có mua xe cũ, có tiền anh em Việt kiều cứ mua con mới, cứ mà đi đây nhìn nhá, để cho anh nhá. Chính chủ tên em đấy, từ nãy giờ chính thức là bây giờ hai em có đốc bò lên con sen bò xuống một tiếng ý thức tiếng. Em đã bán 80 triệu, 85 triệu ấy, đơn giản không? Ôi 1 triệu nữa bán cho anh đi, còn anh kinh doanh có kè bớt 1 thêm 2. Giờ còn anh kinh doanh nga giá vàng ngoài 90 vàng ngoài 90 bây giờ 77 là vàng xuống 77 là giải quyết đi. Không, anh mua thì anh mua, không em đi đây. Thôi bán cho anh đi, người đẹp nhẹ nhàng ấy, bỏ thẻ đấy. Tuấn, em ơi, đi ơi, Tuấn chưa vợ này. Quý Hợi chưa vợ đấy, Quý và Hợi, năm 1983 chưa vợ. 83 đây chạy, bỏ chạy, thấy nói vợ, gại, vợ phát là chạy, úi giời chạy, úi giời, úi giời, chạy. Riêng nói món nó ngại, bỏ anh em mang vác thì bỏ món ngại. Thôi lùi 500 nhá, tốt cho em gái. Chốt cho mi 7775 anh Tuấn ơi, vào đưa mi vào trong nhà để hai em chỉ thầm mùa xuân. Không thế, không thế, thật đấy. Đã người là đã. Ok. Rất là nhiều. Em đây. Cho anh đăng ký sang so xuống máy. Đây cho so xuống cung số máy. Cho gì so xuống cung máy. Tên chính chủ tên em mi nhá, ai có nhu cầu thì. Trần Thị Hiền này, tên mi là tên này, Hiền này.
41 Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu. Cái này phải quay lên thế này nữa. Không nhưng mà anh ấy hỏi là tên em luôn đó. Tên em Hiền. Sao vấn đề này đôi khi sợ là ngại vào tên mượn tên bình thường mà Hiền. Mới đi tây mình có điều kiện em với Hàn mà mấy em phải quốc bác hàng xeo toàn đẹp vai Hiền đúng rồi 93. Là Quý Dậu nhỉ, Quý Dậu 1993. Ok, anh cho em trên like, còn anh không tìm theo. Anh bảo vậy cho em phải lên like lấy mua bán hay em đàng hoàng, sợ sau này em lại bảo là xe em bán anh lại không bán nữa thì nó khó. Thế sau này chẳng hạn sau này khách hàng anh có sang tên thủ tục từng thứ thì nhờ em giúp anh thủ tục thì nhờ em cần cái gì của em. Thủ tục thì chẳng hạn sau này bên anh mất đăng ký thứ thì nhờ em cấp lại, chẳng hạn không may bị rơi bí. Nếu mà anh ai mua thì sang tên luôn cho người đấy chứ. Không, rồi cái đấy thì sau, cái đấy thì bên anh sẽ làm thủ tục. Chẳng hạn như chắc chắn là sẽ không nhờ đến em. Thì ví dụ mà người khác đi mà nếu mà có làm sao đấy thì bán cho anh kia rồi, em có bán cho anh kia. Thế thì ngày hôm nay là em bán cho anh là xong. Tôi lấy nhà hàng kia tôi bán rồi. Đây là chị không phải cái này nữa. Ôi chốt cho em. 577 triệu. Em xoa tay chào anh em trên này đi. Ông vào nhà viết giấy đây. Ai kia? Vào viết giấy thôi. Anh vừa nói 78. À 778 vậy. Từ 778 778 chốt đây 78 nha. Anh em bắt tay. Chốt đây 78 nhá. Tay rất là mềm mại. Việt Nam. Long này không ấy giả em là em Hiền. Trong nhà nhá. Nhớ nhá, quay vòng cho xe cho Hiền nhá. Bản này bản mạng con này là mới là 96 triệu. Mới là 96 triệu 600 anh em ạ. Mình mua là 78 rồi nhá. Lên anh em 4 triệu. Có thể quay vòng đi cho bố. Một chiếc xe là Plin. Em đã sản xuất đăng ký tháng 11 năm 2023 anh em nhá. Đây, một vòng lên bản 2S9 chủ. Đấy. Mình trực tiếp quay đấy. Vâng ạ. Đây. Đấy. Em nói từ Đồng Đa cho các bác nha. 29E3027585. Em vào bảo Hiền đưa luôn cả một chìa chìa khóa nhé. Bán đồ đầu tiên. Mới tinh nha, xe này nó đắt đi nha anh em nhá. Xe thành nha anh em, các dân chơi đừng có tính tiền tiền. Đây là Yên này, Yên là nó kiểu quả chám. Đấy. Hơi phá cách tí. Đây, thằng áo mưa này, thơm hơm hức. Đây. Đây, mới tinh, thơm phức. Mới tinh. Cháu nó mới đi được có nó có mấy tuổi thôi. Đây này, km này. Đẹp này, ABS nhá. Máy ABS. Odo mới đi được có 240 km. À đâu đâu. Bấm vào đây. Mới phải ấn bên này. À đây, bấm đây. Được có 240 km à? À đâu? Đâu là máy trip A mà. À đâu đâu. Ấn mốt bên kia xong đẩy sang 240 km. Thử đón lại ở 240 km. À đây. Đúng không? Đây. Học đây. Đây. Ấn lần nữa. Đi mấy nghìn mà. Một nghìn. Đi mấy nghìn mà. Nghìn, nghìn bảy. Đó, đi nãy yeah. Nãy đi mà đi nãy mình anh xem xe là đi. Đi 3200. Đi 3200 cây. Đây khóa đây nhá. Đại quá anh em ạ. Xe anh. Đây khóa. Đây đây đủ xe chính chủ. 78 lên anh em 4 triệu nha anh em, nào mà có nhu cầu thì chúng ta lại triển khai thôi. Máy rất là ngon, mình kiểm tra rồi. Nói chung là xe rất đẹp. Ở đây đây đây. Ừ, chưa chìa khóa. Hiện đại không, quá nên chưa. Chưa chìa khóa. Lâu không mở, quên mất. Chìa khóa rồi. Quá nhiều là có công năng đây. Bố mở yên. Đây mở yên đây khóa từ khóa càng nhá. Đây đầy đủ nhá, khóa chưa dùng một cái chưa dùng. Mở yên này cho anh em. Mình test nổ máy cho anh em xem nhá. Thôi phương phức, mới tinh. Đấy anh em ạ. À, em mình. Người nước ngoài bây giờ thế em người Việt Nam em công tác tại Hàn Quốc. Thôi là tiếp tục là nhiều sân cho tiếp tục cho. Mua bán em này bao tiền? 78 triệu lên 4.